Năm 2023 là năm bản lề trước khi bước vào giai đoạn nước rút để hoàn thành mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2023-2025 và cũng là năm đánh dấu 5 năm tổng cục hoạt động dưới mô hình ngành dọc tập trung thống nhất từ trung ương đến địa phương, bám sát sự chỉ đạo điều hành năm 2023 của chính phủ, Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường đã triển khai tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, chủ động giám sát tấn công hàng giả trên môi trường mạng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu nghiệp vụ đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại tăng cường kỷ luật kỷ cương theo báo cáo tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023 triển khai nhiệm vụ năm 2024 của tổng cục quản lý thị trường năm 2023 lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra 71.910 vụ phát hiện xử lý 52.349 vụ vi phạm tăng 16% so với năm 2022 thu nộp ngân sách gần 500 tỷ đồng tăng 36% so với năm 2022 giá trị tăng vật phương tiện vi phạm bị tịch thu gần 204 tỷ đồng chuyển cơ quan điều tra 170 vụ có dấu hiệu hình sự tăng 35% so với năm 2022, đối với một số thị trường ngành hàng lĩnh vực do Bộ Công Thương quản lý, toàn lực lượng đã chú trọng kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, qua đó tập trung phân tích, đánh giá nhóm hành vi vi phạm chủ yếu để phát hiện các vướng mắc bất cập và nghiên cứu các giải pháp, kiến nghị nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của ngành công thương. Để góp phần bình ổn thị trường, từng bước làm lành mạnh môi trường kinh doanh hàng hóa dịch vụ, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng, năm 2024, toàn lực lượng quản lý thị trường tiếp tục tập trung vào các nhiệm vụ như thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của chính phủ, Thủ tướng chính phủ Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Công thương về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục hoàn thiện hạ tầng pháp lý quan trọng, triển khai đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ của đề án 319 về chống hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025, tiếp tục siết chặt kỷ luật công vụ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý đơn vị, nghiên cứu xây dựng quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không đảm bảo an toàn.